quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn tin học lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh Giáo Viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của chủ đề số 1, máy tính và em, bài 1, phần cứng và phần mềm máy tính. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Trên đây là nội dung giáo án của chủ đề số 1. Những bài còn lại trong chương trình môn tin học lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên.
Giáo án khi tải về là giáo án bản quốc, thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy các môn từ cấp 1 đến cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.